cảm ơn đoàn nghệ thuật Khmer Bình Minh đã có một tiết mục chào mừng gửi đến các đoàn chúng ta đến tham dự ngày hội các gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ tư năm 2023 tại tỉnh Trà Vinh thưa quý vị đại biểu, tại do thời gian của chúng ta không nhiều, đáng lẽ là thuyết minh khu vực Ao Bà Om là em sẽ dẫn các gia đình chúng ta ra ngoài ao ở ngoài đó là em sẽ thuyết minh, nhưng mà do là thời gian chúng ta không có mà còn mình còn di chuyển qua bên bảo tàng và chùa Ân nữa, cho nên thôi bây giờ em sẽ giới thiệu ngắn gọn với các gia đình về cái truyền thuyết Ao Bà Om nơi đây, để cho sau đó thì gia đình mình sẽ di chuyển đến khu vực ao để có thời gian cho các gia đình mình check in cảnh đẹp ngay tại khu vực Ao Bà Om này đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích cấp quốc gia thuộc loại hình danh lam thắng cảnh vào năm 1994. Chút xíu nữa khi mà các gia đình đến tham quan ở ngoài khu vực ngoài ao thì chúng ta sẽ thấy ngoài kia có một cái ao rất là rộng.